chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải Để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục tin nóng hàng ngày Vong báo oán chùa Ba Vàng, bà Phạm Thị Yến đang ở đâu? Mặc dù liên tục xuất hiện trong các bài thuyết giảng về vong báo án là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển đối với chùa ba vàng tuy nhiên trong cơn bão dư luận nhiều ngày qua bà phạm thị yến lại biến mất một cách bí ẩn được gọi là yến bắc ma bà phạm thị yến là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với chùa ba vàng trong một thời gian dài trên trang facebook cá nhân của bà yến luôn chia sẻ những bài thuyết giảng về vong báo án cùng với những phát ngôn gây sốc với chuyện ma quỷ nhập vong Xuất hiện ở chùa Ba Vàng với tư cách là một Phật tử, chỉ ít lâu sau, bà trở thành người đứng đầu của một đạo tràng. Cùng với những lý luận ma quỷ nhập hồn, tiền kiếp, giải nghiệp, bà Yến trở thành người có tiếng nói, có uy lực, chỉ đứng sau sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh. Trong chuyên mục Thỉnh oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng, bà Yến là người luôn trực tiếp hướng dẫn bắt bệnh âm y cho các Phật tử. Trong những lần giảng pháp của sư trụ trì chùa Ba Vàng, bà Yến luôn có mặt và rao giảng trước sự chứng kiến của đại đức Thích Trúc Thái Minh. Bà Phạm Thị Yến sinh năm 1970, nguyên quán tại xã Đồng Tiến, huyện Khói Châu, Hưng Yên. Sau đó, gia đình bố mẹ đẻ của bà Yến chuyển đến ở tại Cột Hai, phường Hồng Hải, sinh sống. Năm 1989, bà Yến kết hôn với ông PVD ở tổ 13, phường Hồng Hải. Theo những người quen của bà Yến, trước đây bà làm nghề thợ may ở chợ Hạ Long. Trong thời gian làm thợ may, bà Yến còn là một thầy cúng. Những năm gần đây, khi bà lên chùa Ba Vàng và đột nhiên trở thành người nổi tiếng và được gọi với biệt danh là Yến Bắc Ma, Trao đổi với đại diện Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải, bà Phạm Thị Yến đã ly hôn với chồng từ năm 2017 và người này cũng đã cắt khẩu khỏi địa phương. Nói về quan hệ hàng xóm và nhân thân, đại diện Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải cũng cho biết thêm, tại địa phương bà Yến không hề vi phạm pháp luật và chưa có tai tiếng gì, chồng cũ là người hiền lành đang làm nghề chạy xe ôm tại thành phố Hạ Long. Qua tìm hiểu thì được biết trong thời gian làm thủ tục ly hôn với chồng, bà Yến đã chuyển lên ở hẳn tại chùa Ba Vàng cho đến nay và cũng từ đây bà được biết đến như một pháp sư chuyên bắt ma và giải nghiệp. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, kể từ ngày xảy ra sự việc tại chùa Ba Vàng, bà Yến không còn xuất hiện ở chùa này nữa. Đặc biệt, bà luôn là người rao giảng về vong báo oán tại chùa Ba Vàng, nhưng trong các buổi làm việc của chính quyền với chùa này đều dường như không có sự xuất hiện của bà trao đổi với báo chí đại diện ủy ban nhân dân xã đồng tiến ở khóa châu hưng yên cho biết trước đây bố đẻ của bà yến ở địa phương nhưng sau đó ra quảng ninh sinh sống vị lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nói mấy ngày qua người dân ở xã chúng tôi đang rất bức xúc về thông tin liên quan đến bà phạm thị yến nhưng thực tế bà này chỉ là nguyên quán ở đây còn chưa bao giờ sinh sống ở địa phương cả Trước đó, ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã đề nghị công an thành phố triệu tập bà Phạm Thị Yến để làm rõ các hoạt động cầu vong giải nghiệp diễn ra tại chùa Ba Vàng. Nhưng cho đến nay, thông tin bà Yến bị công an triệu tập vẫn chỉ là đề nghị từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí. Trước sự vắng mặt bí ẩn của bà Phạm Thị Yến, Trung tá Vũ Trung Hiếu, trưởng công an thành phố Uông Bí cho hay, tới thời điểm hiện tại ngày 24 tháng 3, công an thành phố này vẫn chưa làm thủ tục triệu tập đối với bà Phạm Thị Yến. Về thông tin bà Yến đã vắng mặt, vị trưởng công an nói rằng sẽ kiểm tra. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, đã ký một văn bản số 675 gửi Chùa Ba Vàng với nội dung qua ra soát theo dõi về cơ bản các hoạt động tôn giáo diễn ra tại Chùa Ba Vàng đã thực hiện theo đúng danh mục chùa đã đăng ký. Tuy nhiên, còn có hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo chưa đúng với danh mục, cụ thể là nghi thức thịnh vong cúng oan gia trái chủ, các hoạt động dạng pháp do Phật tử Phạm Thị Yến ở Hà Long, Quảng Ninh, pháp danh Tâm Chiếu Hoàng Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ quốc vàng Phật tử Chùa Ba Vàng thực hiện. Việc tuyên truyền dạng pháp của Phật tử Phạm Thị Yến đã gây ra những bất bình trong dư luận nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn này. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí đã yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng nghiêm túc khẩn trương chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, có biện pháp chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng do nhà chùa quản lý theo đúng hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy ban tăng sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, các quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162 trên 2017 của chính phủ, ngày 30 tháng 12 năm 2017 của chính phủ, giáo dục tăng ni, Phật tử, thực hiện nghiêm giáo lý của nhà Phật và các quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trực tự trong khuôn viên chùa Ba Vàng được giao quản lý. có thể cấu thành tội lừa đảo với bà Phạm Thị Yến vụ gọi phong báo án vụ việc gọi phong để móc tiền của người dân giống như phường đạo tạc chứ không phải bình thường trường hợp này đã có thể cấu thành tội lừa đảo vì đã tạo ra một thứ niềm tin không có thật để thu tiền đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phó trưởng ban dân nguyện nêu quan điểm với báo chí khi nói về thông tin gọi phong ở chùa Ba Vàng. Trước tiên với một người không phải là nhà sư mà lại làm một việc không phải phận sự của nhà Phật đã là trái đạo. Chưa kể việc đưa ra cái gọi là gọi phong để moi tiền của người dân. Đã vậy người ta còn đưa ra cả những người đã chết ra để nói và kiếp trước của họ bị thế này thế kia. Quả thật đó là một sự gắn ghép rất tội lỗi vô đạo hoàn toàn trái với những điều trăng của nhà Phật. Tôi đã từng được nghe kể từ chính những nạn nhân ở đó khi nghe thấy có câu chuyện như vậy họ cũng đi xem thực hư thế nào nhưng khi đến đó lại thấy câu chuyện hoàn toàn khác và bản thân người ta cũng thấy được với những suy nghĩ ban đầu trái ngược nhau cứ như thể họ đang đứng ngoài ánh sáng và bị dồn vào góc tối rồi bị móc tiền một cách rất dễ dàng họ bị thu rất nhiều tiền thậm chí về rồi còn bị nhắn tin đòi giống như là phường đạo tặc chứ không phải bình thường Thật không thể tưởng tượng được một ngôi chùa như vậy lại có một người phụ nữ không biết năng lực, trình độ hiểu biết đến đâu mà có thể sử dụng quyền năng của mình đến mức độ như thế. Cử tri và nhân dân rất bức xúc. Vì việc làm đó làm cho xã hội rối ren, còn các gia đình thì thêm phần lo lắng hoang mang. Đối với trường hợp của bà Phạm Thị Yến thì xã hội cần phải lên án xử lý. Trong trường hợp này có thể cấu thành tội lừa đảo vì tạo ra lòng tín không có thật để thu tiền, đó chính là lừa đảo tâm linh đã về còn cưỡng đoạt tài sản bằng cách này khác. Thậm chí cũng cần phải xem bà ấy làm việc này một mình hay có đồng phạm không, nếu nhà chùa dung túng thì cũng bị liên đới trách nhiệm. Còn nếu nhà chùa chỉ đạo làm lại đóng vai trò tổ chức phải xem xét xử lý theo pháp luật. Cũng phải nói thêm rằng nếu không có cầu chắc cũng không có cung, theo ông. Người ta tìm đến vì niềm tin tướng ngưỡng hay chỉ là một sự mê tín mong muội cái này không phải là tín ngưỡng bởi tín ngưỡng đã được luật về tín ngưỡng tôn giáo điều chỉnh rồi tín ngưỡng phải lành mạnh chứ không phải mê tín dị đoan đến mức như vậy đó không còn là tâm linh thông thường mà là gốc tối của tâm linh đúc lót cho thánh thần như vậy chỉ làm xấu đi tâm linh chứ không phải thứ tâm linh huyền ảo linh thiên mà chúng ta vẫn hình dung và hướng đến Điều này cũng giống lên một hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta rất còn yếu kém trong công tác tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa cho người dân. Trong trường hợp này không phải lỗi hoàn toàn thuộc về người dân, mà vấn đề đặt ra là vai trò của các tổ chức xã hội ở đâu. Họ không giáo dục, không vận động tuyên truyền, không đồng hành với người dân để người dân phải đi tìm một gốc tối và đặt niềm tin vào đó. Những ai vướng vào sự mong muội đó cần phải được dứt ra. Bà Phạm Thị Yến bị nhắc nhở vì hành nghề mê tín dị đoan 10 năm trước phó ban phật giáo quảng ninh cho biết ông đã nhiều lần làm việc với sư trụ trì chùa ba vàng và bà phạm thị yến nhưng hai người này không có thái độ hợp tác sau những phản ánh của báo chí về việc chùa ba vàng tổ chức các nghi lễ thỉnh phong gọi hồn đại đức thích đạo hiển phó ban phật giáo tỉnh quảng ninh cho biết ông và giáo hội tỉnh đã nhìn ra những biến tướng của chùa ba vàng từ lâu nhưng không thể ngăn chặn Đại Đức tích đạo hiển nói sự việc xảy ra vừa qua làm ông rất đau lòng. Một trong những ngôi chùa lớn và có uy tín nhất cả nước là khiến người dân tin vào những thứ như phong báo oán hay ma quỷ, những thứ trái với giá trị đạo lý của Phật giáo. Ông hiện nói: Tôi và các thành viên trong ban trị sự đã nhiều lần làm việc với Đại Đức, thích trước Thái Minh, nhưng Đại Đức không hề tiếp thu, dù chúng tôi nhắc nhở rất chân tình, đâu lại vào đó. Từ lúc đó chúng tôi đã biết nếu để sự việc kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng về việc chùa Ba Vàng tổ chức ghi lễ tịnh phong gọi hồn hay nộp tiền để thoát khỏi phong, ông Hiển cho biết những điều này đi ngược lại với tinh thần của đạo Phật. Ông cho biết người phụ nữ tên Yến là bà Phạm Thị Yến thường xuất hiện với vai trò người thuyết pháp ở chùa Ba Vàng đã nhiều lần bị giáo hội tỉnh nhắc nhở. Ông nói chúng tôi đã có nhiều văn bản nhắc nhở đối với cá nhân bà Yến cũng như là trụ trì chùa Ba Vàng về những buổi thuyết pháp kiểu này từ 10 năm trước. Tuy nhiên thầy Minh và nhân vật này không hợp tác để sự việc diễn biến gây hậu quả như hôm nay chúng tôi rất buồn ở góc độ pháp luật luật sư độ pháp thuộc đoàn luật sư đà nẵng cho hay qua các hình ảnh được đăng tải trên các báo có thể thấy việc truyền bá phòng bầu án thu trăm tỷ ở chùa ba vàng là hành vi phạm tội của tổ chức và nhiều người thực hiện ông pháp cũng nhận định trường hợp bà yến dùng các thủ thuật bói toán mê tính dị đoan để chiếm tiền của người dân thì có thể truy cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dù bị báo chí và xã hội lên án vì những hoạt động tuyên truyền, mê tín dị đoan, thậm chí các bài thuyết giáp còn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của những chiến sĩ, những người đã chết, nhưng sư trụ trì của chùa Ba Vàng vẫn tìm nhiều lý lẽ để biện minh, tránh né. Sư thầy này cho rằng Ba Vàng là ngôi chùa lớn, có tiếng trong tỉnh cũng như là trong cả nước. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh nói, không biết đối tượng ganh ghét đố kỵ, rồi ta đạo ngoại đạo cũng muốn bôi nhọ, ác hại. Cho nên, thầy cũng như là các phật tử trên bước đường hành đạo phải chấp nhận trong gai. Ông còn nhấn mạnh những thứ như phong báo án ma quỷ là có thật trước hàng nghìn người nghe, xem buổi thuyết pháp được livestream qua Facebook, Youtube. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh giải thích, phong linh đi theo báo án báo thù rất nhiều, tác động vào chúng ta, chưa ta có pháp thỉnh oan gia trái chủ. Để giải những oan kết đầy, việc tỉnh giải, oan gia trái chủ chỉ có. Đức của Phật từ bi mới làm được, chùa chúng ta thỉnh được vong giải được oán kiếp là do năng lực của đại chúng. Trước những biểu hiện hoạt động mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí giao cơ quan công an xác minh, thu thập chứng cứ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi văn bản gửi Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu làm rõ các thông tin liên quan đến sự việc truyền bá chuyện phong báo án ở chùa Ba Vàng như báo chí đã phản ánh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay buổi làm việc với Đại đức Thích Trúc Thái Minh là trụ trì của chùa Ba Vàng để kiểm điểm làm rõ sự việc và có biện pháp chấn chỉnh việc thuyết giảng tại chùa, có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân nếu vi phạm mê tín dị đoan. Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xác minh làm rõ những thông tin về lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng và để trục lợi tại chùa Ba Vàng và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.